Xin chào các bạn. Sau khi mà mình làm cái video về chia sẻ cái kinh nghiệm làm phỏng vấn cũng giống như là cái cách thức mà sắp xếp cái bằng chứng mang đi phỏng vấn á, thì nhận rất là nhiều sự quan tâm cũng như là câu hỏi của các bạn. Cho nên thì hôm nay mình sẽ làm thêm một cái video mới để nói thêm một số cái lời khuyên của mình, một số tip của mình cho các bạn. Khi mà các bạn nộp hồ sơ thì mình nói luôn là cái hồ sơ của mình thì lúc đó mình và cả hôn phu của mình lúc đó thì rất là bận, cho nên có thuê luật sư người Mỹ để chuẩn bị hồ sơ cho mình đó. Nhưng mà khi có hồ sơ mà người ta chuẩn bị cái hồ sơ phỏng vấn, mang đi phỏng vấn, mình không có hài lòng. Tại vì người ta in bằng in trên trang giấy A4 và bằng mực trắng đen, cho nên mình không có hài lòng. Thì mình mới chuẩn bị lại. Với lại người ta gửi cho mình từ tháng 12/2021 mà tới tháng 5/2022 mình mới phỏng vấn. Cho nên là mình muốn update thêm những cái thông tin mới, mình tự làm. Thì cái việc mà mình tự làm bằng chứng nó rất là có lợi. Tại mình nắm được cái hồ sơ mình nó kỹ, và mình là người tự làm mà, nên mình biết là cái hồ sơ đó nó nằm ở đâu, hồ sơ kia nó nằm ở đâu. Thì khi người ta, lãnh sự quán người ta hỏi thì mình có, mình đưa ra liền luôn đó các bạn. Về cái tip của mình thì như thế này. Khi mà các bạn có cái số mà case number rồi á, HCM như thế nào đó, thì các bạn, mình là mình ở trong Nam, mình phỏng vấn ở trong Nam, cho nên mình chia sẻ những gì mà mình làm ở trong Nam thôi nha. Còn ngoài Bắc thì mình chưa từng làm, cho nên mình không có kinh nghiệm, thì mình không biết là nó có đúng với các bạn ở ngoài Bắc hay không. Thì khi các bạn có cái số case number như vậy đó, các bạn gọi lên 40 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh để mà xin lịch chích ngừa. Thì cái lịch chích ngừa đó mình gọi lên là hình như là 1080, tổng đài 1080 đó các bạn. Mà mình gọi mà nếu mà may mắn á, thì 5 lần 7 lần người ta nghe máy thì mình book lịch. Còn không may mắn thì 16 lần mình vẫn chưa cái book được, người ta chưa bắt máy. Cho nên mình nói như vậy để các bạn bình tĩnh và kiên nhẫn để gọi cho người ta nhé. Xong rồi book lịch thì không phải các bạn muốn ngày nào thì người ta sẽ nhận cái ngày đó cho mình. Hôm mình book sớm nhất là cái ngày mình gọi thì 2 tuần sau mới có lịch. Đó, như vậy đó các bạn. Nên là tuần thì có thể là từ 2 đến 4 tuần lần đó. Cho nên các bạn book lịch đi chích thuốc ngừa thì các bạn book sớm cỡ 1 tháng thì được. Người ta vẫn có câu hỏi là bạn muốn chích thuốc gì, bạn muốn ngày nào tiêm. Nhưng mà mình thì mình nói là tại vì mình làm từ thứ hai đến thứ bảy, cho nên ngày nào thì cũng vậy thôi. Thì mình hỏi là cái lịch gần nhất, thì cái lịch gần nhất đó là 2 tuần kể từ ngày mình gọi đó. Cho nên mình chia sẻ luôn cho các bạn như vậy. Khi mà đi tiêm thuốc ngừa thì các bạn nên mang theo tất cả giấy tờ mà có lịch tiêm ngừa cũng có cái lịch sử mà tiêm ngừa của mình. Ví dụ như là sổ tiêm hay là cái giấy tiêm, như là giấy tiêm Covid thì các bạn đem theo đầy đủ, hoặc là các bạn có trên cái app mà các app sức khỏe đó thì các bạn đưa ra cũng được. Còn mình thì mình có giấy cho nên mình mang theo. Và những cái giấy mà mình tiêm ngừa như là ho gà, uốn ván hoặc là này kia thì các bạn cũng mang theo để người ta sao sổ luôn cho mình nhé. Như mình thì cái viêm gan B thì mình đã tiêm từ lúc bé rồi mà mình không còn cái sổ nữa. Cho nên mình cũng nói với người ta luôn là mình nhớ là mình tiêm rồi nhưng mà mình không còn sổ, mình đã thất lạc đi rồi. Thì một số trường hợp thì người ta yêu cầu bạn là đi xét nghiệm cái kháng thể đó để người ta nốt vô. Nhưng mà trong cái trường hợp của mình, người ta, bác sĩ người ta không có yêu cầu á. Nhưng mà mình biết được cái điều đó cho nên là mình tự chủ động mà mình đi lên bệnh viện 175 á, mình xin xét nghiệm. Thì mình xét nghiệm kháng thể B và C luôn thì có tầm 200 mấy, 300 mấy gì đó. Mình nhớ không làm như vậy. Thì đưa lên cho người ta sao sổ là mình đã có kháng thể rồi thì mình không cần phải tiêm vaccine nữa.
tiêm vaccine ở đó thì đối với nam mình không biết, nhưng mà đối với nữ thì mỗi lần mình đi tiêm vaccine thủy đậu và MMR thì mỗi lần mình đi tiêm hai mũi, hai một lần tiêm thì hai mũi, bác sĩ sẽ chỉ định cái phần đó, và mình nhớ không lầm là lúc nào cũng 1 triệu mấy đi lên, có lần là nhiều nhất là gần 2 triệu, là tại vì cái mũi mà mũi viêm viêm phổi do phế cầu, cái mũi đó tới 1,6 triệu lận đó, cho nên tiền nó cũng cũng khá là nhiều. Mình muốn chia sẻ luôn cho các bạn. Nhưng mà nếu mà có thời gian á, thì các bạn nên tiêm ở Việt Nam đi. Tại vì cái diện K1 thì không có yêu cầu là phải tiêm đầy đủ trước khi phỏng vấn. Nhưng mà khi mà cấp thẻ xanh ở bên này á, thì các bạn phải tiêm đầy đủ thì mới được cấp thẻ xanh. Là mình nghe như vậy, tại mình đang làm thẻ xanh, mình chưa có phỏng vấn nên mình chưa có dám chắc. Nhưng mà nghe nói tiêm ở Mỹ thì mắc hơn Việt Nam rất là nhiều, cho nên nếu có điều kiện thì nên tiêm ở Việt Nam đi nghe mọi người. Đó là chia sẻ của mình về cái chích ngừa. Còn bây giờ thì là về khám sức khỏe nha. Thì khi các bạn đã book được lịch phỏng vấn rồi, thì các bạn mới book lịch để khám sức khỏe, thì các bạn lên mạng search cái số điện thoại để mà mình đặt lịch. Ở Hồ Chí Minh thì có IOM với lại là Chợ Rẫy. Mình thì mình khám trước đây, mình khám ở Chợ Rẫy, cho nên mình gọi điện thì ngày hôm sau mình có lịch luôn. À, tại vì mình nghe nói và trong cái visa của mình vẫn như vậy, cho nên mình không biết là chính xác như vậy hay không. Thì cái ngày mà mình khám sức khỏe cộng thêm 6 tháng thì đó là cái hạn visa của mình. Như mình khám ngày 21 tháng 4 thì cái hạn visa của mình là ngày 21 tháng 10. Đó, cho nên thì khi nào các bạn book được lịch phỏng vấn thì các bạn mới đi khám sức khỏe nha. Thì khi khám sức khỏe, các bạn vô, các bạn điền thông tin thì mình nhớ không lầm là phải đem BKT3, xác nhận cuộc hẹn, rồi hình ảnh mà cái trang đầu tiên mà có hình ảnh của mình đó, cái passport của mình đó. Đó, thì mỗi mỗi cái là 2 tờ, người ta sẽ giữ và người ta sẽ trả lại cho bạn. Người ta sẽ đóng mộc lên trong trong cái xác nhận cuộc hẹn hoặc là cái BKT3 đều được. Xác cái mộc đó của bệnh viện Chợ Rẫy và cái ngày mà người ta để, cái ngày mình tới khám đó. Mỗi mỗi tờ mình đem, mỗi loại mình đem 2 tờ để người ta giữ một bản và mình mang về một bản. Đó, thì khi mà khám thì bình thường mình không nhớ tiền đô, nhưng mà hôm đó là mình đóng cỡ 6 triệu 3 cỡ đó tiền khám sức khỏe. Vô thì người ta, mình sẽ điền thông tin ha, điền thông tin là địa chỉ ở Việt Nam, địa chỉ qua Mỹ sống ở đâu. Cái đó là khi mà mình làm hồ sơ thì mình có điền rồi á, cho nên mình phải điền cho khớp. Nếu không khớp thì chắc có thể là người ta sẽ hỏi, tại vì mình khớp nên người ta không hỏi mình. Nhưng mà mình có trong quá trình mình đợi á, mình thấy người ta có hỏi một cái gia đình kia thì hỏi là tại địa chỉ ở Mỹ là địa chỉ khác, nhưng mà tại sao là giờ anh khai là địa chỉ khác, cho nên họ có hỏi lại một lần nữa đó. Khi mà khai xong rồi thì mình đợi số thứ tự rồi mình đi vào, mình có chụp hình để mà chụp hình đóng tiền. Xong bắt đầu khám thì chiều cao, cân nặng, chụp hình phổi, lấy máu. Xong rồi đi lên lầu. Đi lên lầu thì có chỗ đó là sẽ là khám mắt và cái khám tổng quát. Mình gọi tổng quát thì lát nữa mình sẽ chia sẻ ra sau. Khám mắt thì tại vì mình không có cận cho nên mình không có khám. Khám tổng quát là kiểu như vậy. Mình vô xong đó, vô trong đó mình thay đồ, giống như là khi mà mình chụp hình phổi đó, mình đợi bác sĩ kêu vào một cái phòng thì người ta sẽ hỏi mình là bạn có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, bạn có hình xăm hay không, bạn có gãy tay gãy chân gì hay không, bạn có mổ gì hay không, bạn sinh con chưa, thế này thế kia, hỏi rất là nhiều. Sau đó thì cởi áo choàng nó ra cho người ta xem. Mình được mặc nội y nha các bạn. Mình được mặc nội y và mình cởi cái áo choàng để cho người ta xem cái trong người mình có xăm hay có mổ gì hay không đó.
Với lại ban đầu thì các bạn khi mà các bạn đăng ký thì người ta sẽ đưa cho các bạn một mẫu giấy, mình điền cái địa chỉ mà mình sẽ nhận cái khám sức khỏe người ta gửi về á. Tại vì mình đi làm cho nên mình không có nhận được, mặc dù mình ở Sài Gòn, cho nên người ta sẽ gửi về cái địa chỉ mà mình đăng ký ở đó. Còn các bạn mà tự lên lấy được thì các bạn tự lên lấy. Đó là xong cái khám sức khỏe. Sẵn đây thì mình có nói luôn, khi mà luật sư điền cái thông tin mà khi mở hồ sơ cho mình á, mở cái account mà mình book lịch đó các bạn. Thực ra thì khi người Mỹ người ta chỉ quan trọng cái first name với lại cái last name thôi, người ta không để ý cái middle name, cho nên tên của mình là 4 chữ thì người ta thiếu mất cái chữ thị đi. Do vậy mình thì mình nghĩ rất là bình thường, nhưng mà gần tới ngày phỏng vấn rồi á thì mình mới thấy điều đó là bất bình thường, và mình có inquiry lên cho cái lãnh sự quán ở Việt Nam á. Thì người ta sẽ điều chỉnh cho mình gửi inquiry ở trong cái phần trong cái account đó luôn. Mình nhớ luôn là cái mục số số 1, số 2 hay số 3 từ dưới lên đó các bạn. Đặt câu hỏi thì phải. Thì mình gửi luôn cái thông tin như vậy và họ sẽ sửa lại cái thông tin trong cái xác nhận cuộc hẹn là thêm chữ thị vào. Rồi mình mới mang đi phỏng vấn nha các bạn. Đó thì mình muốn chia sẻ là tại vì sẽ có nhiều bạn nếu mà làm luật sư Mỹ thì có thể là bị rớt cái chữ thị đi. Nhưng mà khi mà mình gửi cái inquiry lên cho lãnh sự quán tại Việt Nam á, thì người ta sửa lại cho mình cái tên. Cho nên thì theo mình nghĩ tên của mình ra sao thì mình phải đầy đủ như vậy, không có được chủ quan ha. Nhưng mình thì may mắn mình sửa kịp để trước khi đi phỏng vấn, tại vì lễ ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 á, người ta nghỉ bù cũng khá là nhiều. Mà mình phỏng vấn ngày 17 tháng 5 thì mình rất là lo. Và mình đã sửa được, đó là cái tip của mình. Thêm một điều nữa, tại vì mình đã nhận được cái inbox của các chị thì có hỏi là tiền đóng đóng mở để mà đóng visa để mở account là bao nhiêu. Thực ra thì mình không nhớ tiền đô, nhưng mà khi mà mình nộp tiền Việt á, thì mình nhớ là cả tầm 6 triệu 6. Mình ra bưu điện mình nộp và mình sẽ nhận cái receipt, cái biên lai đó. Thì cái biên lai này mình sẽ giữ nha các bạn, giữ cho tới khi nào mình đi phỏng vấn về thì thôi. Tại vì có trường hợp người ta sẽ hỏi là đưa cái biên lai đó cho người ta xem. Và trong cái trường hợp mà mình yêu cầu đổi tên á, thì lãnh sự quán người ta có yêu cầu là mình gửi cái receipt đó qua mail cho người ta. Mình gửi cái receipt đó, mình scan, mình gửi trên mail cho người ta để người ta check lại, xong rồi người ta mới đổi tên cho mình. Đó là về cái vấn đề account. Cho nên các bạn nhớ là phải giữ cái receipt đó tới khi nào mà phỏng vấn xong rồi thì mình mới 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 bỏ nha, chứ đừng có nghĩ nó không có quan trọng. Nó quan trọng đó các bạn. Về phần canh lịch ha, thì các bạn sau khi mà mở được cái account rồi thì các bạn lên Facebook để hỏi thăm những anh chị hoặc là bạn bè có nhóm canh lịch thì mình cùng vào để mà mình xin để mình canh lịch chung với nhau. Lúc trước mình canh lịch thì rất là cực khổ luôn, một tháng thì người ta ra tầm 2 lần, một lần cỡ tầm 1 phút 2 phút hoặc là có thể là 30 giây thì coi như là đã xong, đã hết lịch rồi, tại vì hồ sơ rất là ứ đọng và rất là nhiều hồ sơ người ta đang đợi lịch để phỏng vấn đó, cho nên không có tới lượt mình, canh canh lịch rất là khó khăn. Còn bây giờ thì mình cũng không có biết là mức độ khó nó như thế nào, nhưng mà để có được lịch thì các bạn nên xin vào các nhóm đó để mà xin canh với nhau nhé. Đây là những cái kinh nghiệm, những cái lời khuyên của mình trước khi đi phỏng vấn thì mình nên làm những cái gì. Hy vọng thì nó hữu ích cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem hết video của mình. Nếu mà thấy hay thì vui lòng cho mình nút like, nút follow và nút chuông để mà ủng hộ cho mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.